Cô có đi đá banh không? Đá banh gì già luôn. Cô có thích đá banh không? Thích. Thích đúng không? Không có đi, trời ơi, già rồi, bảy mấy rồi cha. Nếu mà cô thích đó thì con cô móc méo tuần sau con cô đi đá banh. Con sẽ phục vụ cô hết mình. Giờ bỏ môn đá banh chuyển qua bơi lội. Đi bơi không? Bơi gì nổi nữa trời. Trong tiếng Hương Vĩnh Thịnh bà nói hai cái đoạn nói em có tính rồi. Dịch là dịch ít thôi mà uống thuốc nó không hết. Từ hôm mà em đi ở đây á, mẹ mua cái cao mất này á, em xài á là em không uống nghiên thuốc nào về cái khớp thôi. Mày đi đi ra ngoài bán đúng không? Ổng về giờ đi với Lào về với chú rồi xong rồi chú đi công tác ở tỉnh rồi. Ở nhà rồi mày có làm việc ở bên Lào lại chưa? Dạ có, nghe mấy bạn có làm việc lại. Con có chốt được có người yêu nào bên Lào chưa? Dạ chưa. Mà để thì từ chú kiếm cho. Chú mà kiếm cho mày bảo đảm này nó phải giỏi chứ nó. Không trắng không đen vậy chú. Không trắng không đen vậy là nó nâu nâu như da trâu nhìn lâu mới phải à. Da trâu ngâm. Đúng không? Hứa, chú hứa với mày, chú không bao giờ kiếm hướng nào mà cùng cùng như kiếm nhà mình đâu. Nha. Ít lắm là nó cũng phải là men lì chứ không phải là nửa nạt nửa mỡ như quỷ này đâu. Nó ẻo lả suốt ngày. Đi từ dưới ở phòng ban này qua phòng ban kia nó ẻo lả giết. Ẻo lả chứ nó muốn sập cầu thang luôn. Đó, cả nhà thấy không? Dạ, có ai có năm chín. Thông báo. Tới số. Báo. 60 cái trường hợp thứ 60 để mà vô bên xe hỗ trợ thì đau nhất cơ xương khớp là ngồi miễn phí. Bà con ăn cơm được chưa? Mai mốt lại đây làm á phải ăn nghe để bụng đói vô đây mấy quỷ như này á nó chỉnh xương khớp đau thì chết để có sức để la giống vậy đó đói quá sao la nổi. Đói rồi mà mình giờ nó chỉnh đau quá nó mình cái thằng quỷ mà làm nhẹ nhẹ tay thì mình nó còn nghe được còn bây giờ nó hình no mình la được con giờ đói quá la không ra hơi bắt đầu lát nữa cái nó giận cho mạnh tay nữa nó tệ không mình luôn á. Dạ dạ Karen tôi là ai cô? Karen tôi. Tố Nguyên. À Tố Nguyên hả? Hôm nay nghiên cứu coi cái đất nước nào tên Karen tôi. Trên hành tinh này chưa có tới đất nước tên Karen tôi. Có Ukraine, Na có. Dạ. Tại nhiều lắm, nhiều bên hải ngoại có nhiều bà con biết con nhưng mà con cũng không có nhớ được hết. Hàng trăm ngàn người đúng không? Con không nhớ được hết. À, nay cô bị gì? Lần thứ hai. Khớp mà cô bị cái vùng lưng hả? Tắt lưng với đầu gối luôn. Có đi đầu tiên là cô món cho đầu gối. Ôi trời, đầu gối bị nặng nha. Trong xe là cái lớp kêu qua không đi. Cô đi cái lần đầu tới bữa nay là bao nhiêu ngày hả? Có 1 tuần. Cách có 1 tuần cô mới quay lại. Vợ nhà có thường xuyên sử dụng cao không sao mà nó còn xương vậy? Chắc chắn là ít có sử dụng. Tại vì cái lúc người ta con biết luôn, con nhìn vô cái tường cô nói cô bị 1 tuần trước. Cô có đến con rồi. Chắc chắn là cô đến là cô lúc nào cô cũng có cái chai cao sao bóp này. Đúng không? Nhưng mà về cô không xuyên xài thì tụi con không phục vụ được. Cô phải xuyên xài nó mới có được tăng được cái tính năng hiệu quả. Con hứa với cô bị mà mới bầm á trong vòng 24 tiếng ngồi chú cô thay trong vòng 24 tiếng ngồi nó lặn mất tiêu rồi. Nói sao vẫn còn bầm tới vậy? Bớt rồi đó. Do cho cô không có xiên để sử dụng. Cô nên nhớ tụi con có ghi cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng á. Đền cho mình á cái thuốc cô mát cái ngọn tiện cái mầm sức. Ta đền nó phô mát cho cô. Cô đến nay cô có lòng tin chai cao sô bóp này không? Có đúng không? Có phải nghe là con về nhà cô xài thường xuyên cho con.
thì nó mới tăng được cái tính hiệu quả của nó. Và cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Khi mà dùng á, là dùng cái tay kết hợp nè, mình xịt vô trong này nè ha. À, như là con nói ví dụ cô bị cái khớp gối, cô ngồi cô tự làm cho cô được đây nè, đây cô xịt nó lên đúng không, rồi cô để cho nó thấm hấm như vậy dùm cho con nè ha. À, đó nó chèn nó thấm như cái chỗ vùng đau này của cô. À, sau khi mà chú cô ấy vô á, rồi cô để cho nó thấm đi, nó thấm nè, lát nó cô không thấy còn ướt nữa, bắt đầu chú cô dùng tay cô massage vô. Chứ mà bây giờ á, cô vừa xịt vô nó nước như vậy nè, cô sợ tiết, sợ hao, sợ hết, cô tán như tùm lum tùm la, cái độ thuốc của nó không thấm vô cái chỗ vùng đau nhiều, đâm ra nó không có tăng được cái tác dụng. Cái cách dùng đã sạc, mình có bệnh đừng nên tiếc, đã mua rồi đừng nên tiếc, mua về phải xài đúng chất, người ta có hướng dẫn. Mua 4 chai nó cô đem qua cho ông cậu 2 đây. Chai đi, còn 2 chai gì? 2 chai cô để dành luôn, cô không chịu xài. Lấy gì mà nó? Con nói đúng không? Thì có bữa sức có bữa không. À nó vậy mà làm sao mà nó? Trong này con ghi hướng dẫn sử dụng rất là rõ luôn. Rồi quay trở lại nè, cô xịt vô, cô đợi cho nó rút vô hết đi. Nè nó rút vô gáo hết nè. Đừng có vừa xịt vô cô chạy tùm lum la. Nó sợ tiết đó. Cái vô tùm sợ nó không, để nó xịt vô một cái vùng nào nó đau, xịt vô vùng đó. Xịt vô vùng đó bắt đầu đợi nó thấm vô hết. Sau khi nó thấm rồi bắt đầu dùng tay massage nè. Ha. À, massage vô để nó tạo cái sự xung động lên này kinh. Từ đó nó mới khai thông khí huyết giùm cho mình. Chưa? Đó. Như vậy nè, cô tự ở nhà cô massage, nếu mà cô làm cách đây một tuần lễ cô đến con mà cô dùng cái chai của con, cô sức liên tục trong một tuần lễ, bữa nay cái chân không còn sưng bự vậy đâu. Còn tin chắc với cô cái điều đó. Mà thấy hết phòng rồi đó. Hết phòng cái gì mà hết phòng, cô xài lâu lâu ngàn hay ngàn cô mới xịt lên. Lấy gì mà mình đang có bệnh mình phải xuyên sợ sử dụng nó. Đây nó còn phụ chà bá gì. Đó. Cô đang bị đau thì gõ nhẹ đau mà cô còn không chịu xuyên để mà sử dụng. Về nhà cô nhớ sử dụng theo đúng chất của con nha. Trong tất cả những sản phẩm tụi con có ghi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bà con nhớ lưu ý giùm Sang. Nãy giờ Sang hướng dẫn cái cách mà để mà sử dụng cao, làm sao nó tăng được cái tính hiệu quả của nó. Thì bà con nhớ sử dụng đúng cách giúp Sang. Trong tất cả những sản phẩm Sang đều có giấy hướng dẫn sử dụng. Còn cái này của cô là số 64 đúng không? Gần tới cô rồi đó. Không bao giờ hết. Biết sao không? Không có xuyên sử dụng. Tại vì mình đâu sức mình được đâu. Cô nằm xuống cho nhà này thay giùm nghe. Còn cách nữa, cô nằm xuống thay, còn không ai nữa, không ai thay giùm cho cô đúng không? Cô xịt nó vô bằng bằng. Thật ra cái đằng sau lưng cô xịt cái tay cô đưa nè, giống như con nè, đưa ra sau lưng nè, cô thay vô. Chưa sức mà cô bỏ tay được mà. Không phải massage. Cô thay vô xong bắt đầu cô chả để cho nó thấm đi. Khi nó thấm đúng không? Cô dùng cái tay này. Cô cào á. Cô làm như vậy cô vận động được cơ thể với cô nữa. Bây giờ cô đang ở đây với anh. Ở đây với thằng con. Trời ơi, có con trai sai nó thay rồi nó massage cho. Nhưng mà cô làm cũng được, không cần nhái luôn. Cô làm để chi không? Cô giúp cho cô có được cái thời gian cô vận động được cái cơ thể nó tốt cho cô. Nhẹ nhàng. Ok, đợi nó tới số 64. 64 là 64 á, vô. Giờ như 61 rồi đó. Chúng sắp đi nữa. Dạ con đi nhiều chuyện biết à. Chứ con không có ở nhà đâu. Ở nhà mất công lựu đạn nó xét hết, đi ra ngoài mới trội lựu đạn được. Cô yên tâm. Đồ đạn con lúc nào cũng sản xuất liên tục đẹp quanh năm suốt tháng. Mà nghe con là coi chừng con bán đồ đạn không hết. Coi luôn cái chân mình này. Hôm nay để nó không có bị như nó giãn tĩnh mạch chú ơi. Giãn tĩnh mạch nè. Trời ơi, suy giãn tĩnh mạch nhóc. Nè cô đó là con nói thiệt luôn nha. Con phải cài bói, bữa nay cho con làm thầy bói đi. Coi cho ông khỏe. Miễn phí. Sắp chết phải không? Bậy. Nghe cố gắng chịu khó người ta vận động đi tới đi lui, đừng có ngồi chỗ trời nhiều ơi, quá. Có chứ. Tới đi luôn. Cái chân này mà đi đi cũng chết liền luôn á. Sáng tập thể dục rồi tùm lum la hết trơn á. Chân gì đâu mà trắng ngủ ngàn luôn nữa. Trời ơi, chân nó mất rồi.
che lại lấy cái gì qua nó như em như búp măng vậy đó, không có cái dấu chai gì cho bỏ chân công ra đi. Còn cái mà vấn đề liên quan suy giãn tĩnh mạch nha, cô đang có dấu hiệu chuẩn bị chuyển nặng rồi đó, chứ không phải là nhẹ. Mà khi mà cô chuyển nặng rồi đó, nó nhức hết toàn thân, nó không khai thông khí huyết được, nó không khai thông khí huyết được thì nó dẫn tới ở gì, nó nhức. Mà khi mà nó không khai thông khí huyết được á thì cái đường khí huyết của cô nó bị tắc nghẽn, máu đông nó nhiều quá, nó nguy hiểm cho cô quá. Nghe muốn để cho nó khai thông được, cho con mượn cái chai này. Cô có ăn chậu không? Không. Không ăn chậu đúng không? Có ăn cơm không? Có chứ. Có ăn cơm đúng không? Rồi cái này coi như là ăn chậu đi. Ăn cơm xong rồi ăn cử cơm làm nó một cử. Nghe tha này vô, giống như mình ăn chậu rồi đó. Trước khi đi ngủ tha. Trước khi đi ngủ sáng, ngủ dậy ăn sáng, tắm rửa ăn sáng rồi xong mình đã tha vô. Chưa ăn cơm chưa tha vô. Đó. Giống như buổi ăn cơm, bữa ăn chậu. Tại vì nó khai thông, giúp khai thông chứ biết rồi. Cái suy giãn tĩnh mạch này nếu không đưa hàng ngày vô kịp thời và xuyên hàng ngày một ngày là làm 3 đến 4 lần. Nghe không? Thằng này nhiệm vụ nó làm gì? Nó thẩm thấu vô bên trong. Nó phá vỡ những cái ổ viêm nhiễm, cái ống khí huyết mình đang như vậy nè. Chơi bóp mẹ nó cái mũi con người ta lại lấy gì nó thở. Đúng không? Cái ống cống mà chơi nhét nguyên cục sình cục cất ở trong đó lấy gì cái khí huyết nó lưu thông. Nước nó chảy. Thì hằng ngày nó thẩm thấu vô, nó phá cái cục sình này. Nó dần dần mỗi ngày để nó phá cái cục này, nó làm khai thông lại cái khí huyết mình. Đó. Cô nghe con nói tiếp nè. Nè. Có xiên không? Không xiên là không bao giờ hết. Không xiên là con khuyên đừng nên tới con. Thứ nhất là mất thời gian, thứ hai tốn tiền mua cao su bóp để làm gì. Mua về là phải sử dụng nó để cho nó giúp cho mình có sức khỏe á. Cô bị suy giãn tĩnh mạch thì thằng này nhiệm vụ của nó đẩy lùi những cái ổ viêm nhiễm bên trong, nó làm khai thông khí huyết, nó đẩy lùi những cái cơn đau, những cái sưng phù nề. Biện pháp của nó là vậy đấy, chứ không phải biện pháp nó đưa vô một cái là tùng một cái là thay vô sáng chiều mai hai ngày sau nữa nó hết, nó đâu phải thuốc tránh đâu. Như sưng phù nề cô thay vô, ok con đồng ý, sưng phù nề bên ngoài thay vô trong vòng 24 tiếng hồi nó lặn cái dấu sưng đó. Cái bó muốn có giá trị gì hả? Bó này nó giúp nó thẩm thấu vô cho nó nhanh cho cô. Dùng cái thuốc đó rất là mắc tiền. Để nó khai thông lại khí huyết, những cái suy giãn tĩnh mạch của cô nổi xanh lẹ đây nè. Trời ơi. Hỏi chú coi nó có kết quả như thế nào mà. Có xiên lại con. Có xiên nhẹ nhẹ để mà tha. Lại tới con là con mới dùng cái thuốc cho con hỗ trợ thêm. Để nó rút ngắn cái thời gian cho cô. Cô có đi đá banh không? Đá banh gì già cô có thích đá banh không? Thích. Thích đúng không? Không có đi, trời ơi, già rồi, bảy mấy rồi cha. Nếu mà cô thích đó thì con cô mốt méo tuần sau con với cô đi đá banh. Con sẽ phục vụ cô hết mình. Giờ bỏ môn đá banh chuyển qua bơi lội. Đi bơi không? Ơi, cái môn bơi lội đó là ta gọi là cái môn tập tỷ lực. Cô cũng tên cô đi bệnh viện hỏi đi. Con tên tám lựu đạn chứ con không có chọn lựu đạn không vậy đâu. Trẻ thì có bơi, có đi bơi. Cô vô hỏi bác sĩ, môn tập tỷ lực nó cực tốt cho cái vấn đề cơ xương khớp. Tập tỷ lực nha chứ không phải là bơi lội nha. Mà bơi lội được thì ok. Lớn tuổi thì tập tỷ lực, đã dùng cái từ là tập tỷ lực. Thế nè, con tặng cho cô nè. Lấy bình này đi. Cô đi ra ngoài cái máy phân tích coi nó phải là ba bột cưa mà cái tàn nhang với cái này kia nọ không? Bột cưa tiếng mồ đi chứ. Ở đó mà em đang nghe mà tôi tặng cho nó. Giống bột cưa nó mồ. Bởi vì không có lòng tin lấy gì hết. Về làm gì? Hả? Bỏ vô rồi lấy. Bậy nó về làm không? Gì đừng nó lấy tưởng là tôi cho nó tiêu về nấu canh nha. Tới công chuyện luôn á. Nén đi xịt vô luôn đi chúng mình là tổng đó. Đây trong này có ghi nè. Xả ra là cái đó nó vậy á. Thấy vậy. Bên đây mạnh tim mà mấy tháng rồi nó dẫn đi. Ngửa ra vẫn còn đau ở đâu. Hít sâu ra ngồi nghe lại mày. Hít sâu vô thở mạnh ra. Rồi ngước ra làm sao. Cứ ngước cái lỗ máy từ nổi tới đầu trở lại đó. Ngước như vậy nó thốn chỗ nào. Thốn đây không. Trên này đúng không. Dưới này đúng không. Rồi chút xíu vô 5 phút sau con không có chơi bùa nữa nha. Hả?
Con có chơi bồ nha, đừng đổ thừa cho bà này nói tôi cho mặt cưa. Sao không lắm? Giãn kinh mạch nó đâu phải gãy xương đâu mà không lắm. Thứ nhất là sử dụng thường xuyên để nó giải quyết nó khai thông lại. Cái thứ hai chế độ ăn uống. Cái thứ ba là vận động tập thể dục. Và cái bài thứ tư là cái bài cuối cùng, đó là thần dược. Không tốn đồng mạng đâu á, tôi chỉ hoài mà không ai chịu nghe lời tôi. Sáng ngủ dậy là mơ uống giùm tôi ly nước ấm với muỗng mật ong, muỗng cà phê mật ong hoặc hai muỗng cà phê mật ong, nước ấm dưới 45 độ C. Sáng mơ ngủ dậy uống ly nước ấm đó với hình thức ít mật ong. Mật ong nó có ba cái. Thứ nhất nó là độc tố, kịch độc. Thứ hai nó sản sinh sáng. Thứ ba nó là thần dược. Muốn ba cái này nó phân loại cho ba cái này. Thứ nhất nó độc, kích độc, đừng nên dùng mật ong để mà nướng đồ ăn. À không được hơn được. Nước chanh với mật ong thành được. Em thấy thơm. Bệnh bỏ thai bởi tham ăn da không à. Tôi nói thiệt mấy bà nào mà chửi tôi chịu. Tại tôi tên lắm lộ lạng mà. Đúng không? Tôi nói thiệt không à. Chứ tôi không nói dốc. Tại vì mình đó là cái mình, cái sở thích mình phải thấy đồ ăn ngon là nhất đó. Mà những cái ngon nhiều khi á, mà mình không có hiểu á, mình làm nên thấy nó ngon thiệt, nhưng mà ngược lại nó là trở nên độc tố. Bây giờ nè, ví dụ như bà con nè, đấy tôi có bán nè, không phải tôi xúi mọi người mua đâu. Nào giờ thấy tôi có quảng cáo mật ong đâu, đúng không? Rồi nào giờ tôi không quảng cáo, nhưng mà tôi có chỉ với mọi người ở nhà tự mua mật ong ở đâu cũng được nè. Phân tích như nè, ví dụ giờ con người ta giống như là cái máy cổ máy xe Honda vậy, mình chạy hoài nó cái xe nó cái ngày tháng nó phải đuối đúng không? Cái nội tạng mình cũng vậy, mình làm việc bỏ ngày mình ăn đưa thức ăn vô hoài, nó nghiền giết không cho nó nghỉ, ăn nó vừa nghiền cái này chưa hết, mình đẩy thức ăn khác vô để cho nó nghiền tiếp, thì trong quá trình nó nghiền chưa hết thức ăn mình đẩy thức ăn khác vô nó ứ ở đây, thì bắt đầu trì trệ ra độc tố, nó dẫn qua cái vấn đề của nội tạng của mình, nó đưa qua thận của mình, thận mình mỗi ngày suy yếu đi, nó cái hệ thống lọc của mình nó yếu đi, đúng không? Nó sản sinh ra vấn đề bệnh. Muốn để làm sao mà cho cái thận mình tốt, cái bộ lọc bộ máy trong này mình tốt, phải cho nó thời gian nó nghỉ ngơi. Bà con mua hàng chính hãng, cao số bất thảo dược 8m thì gọi 1900888663 hoặc lên website là 8sangbds.com. Vấn đề uống nước ấm và mật ong vào buổi sáng, nếu như con mật ong rừng nó càng tốt, thì đó là một trong những cái phương pháp thần dược không tốn đồng bạc, là tới bệnh viện mà không tốn tiền trẻ mua cao sao bắp tôi đâu. Tôi nói thiệt, có ông nọ nào bán hàng kêu người ta đừng mua hàng mình không? Đây nè, tôi nè, cái đó tôi chối mọi người có lợi với tôi đâu có lợi đâu, đúng không? Tên bụng, cái tên bụng nghệ là tốt, nó dùng trong một cái thời điểm nào, ví dụ mình đang bệnh gì, thời điểm đó mình dùng đó, mình đưa vô để mà nó chữa lành, nó hết rồi thôi, đừng có lạm dụng mình dùng hoài. Như cao chỗ tôi khuyến cáo bà con nó xài mình nó không xài hết đau rồi thôi, mua chi mua hoài. Mua, để khi nào nó đau cái mình thoa thôi. À, nếu nói vậy thì tôi đồng ý. Mua để dầm đó. Ừ, mua để dầm này đó là đồ rồi. Còn mình thay thế nào mà nó thấy hết đau đừng mua. À, đừng ăn đó. Nhưng có những cái dấu hiệu tôi dặn luôn mọi người, dấu hiệu đột quỵ. Mỗi sáng mình ngủ dậy mình cảm thấy mình đứng dậy mình say sẩm mặt mày, mình tay chân mình cứng, bắt đầu mình có cái sự co rút, là đó dấu hiệu máu độc. Cho nên này, nhớ chụp cái chai cao sô bắp của Sang, tha vô, kêu người nhà tha nhanh, tha liền mà tha mạnh vô, để chi nó làm khai thông khí huyết lại, tránh cái trường hợp đột quỵ. Vợ em đã bị rồi, chỗ nào nó đang chăng nó đau cảm thấy say sẩm rồi, ta đặc biệt ở bên hai bên nó như tay chân ngay luôn. Cho nên cái cao số này nó là một trong những cái mà để mình làm mẩm giúp cho khai thông khí huyết, nó tốt cho mình. Đặc biệt bà con nào sáng mà giờ ngủ dậy có dấu hiệu mà như nãy giờ nói, đó là một trong những cái dấu hiệu mà nó đông máu. Là từ hôm mà em đi ở đây, mà em mua cái cao sô bắp này á, em xài á,
là em không uống nghiên cứu nào về cái khớp đó, tại vì lúc trước em như chờ đẩy rằng em đi bên chấn thương Vĩnh Thịnh và nói ha, cái nói em có lúc dịch là ít thôi mà uống thuốc nó không hết. Là em đi qua bên đây là do em coi tức của Tam, em mới thấy, em mới chạy qua đây. Thì từ hôm đi đây là đắp cái thuốc rồi xài cái này mà em không uống viên thuốc nào, không uống viên thuốc nào nữa, không ngưng thuốc, tại vì uống vô cái bao tử nó làm cho mình cồn cào, nó khó chịu rồi nó đau, nó chóng mặt, không uống một thuốc nào. Là nay là không uống viên thuốc nào mà nó đỡ rất là nhiều luôn. Nhưng mà có cái là cái dạng tĩnh mạch đó, nó rất là mỗi khi mà bước lên cái cầu thang bước nổi, nó mỏi và nó thế đầu gối nó nhức mà nó mỏi từ từ vậy đó, mà nó nhức thì nó giảm, nhưng mà khi bước lên cầu thang là nghe nó đau, đau hai bên đùi như vậy. Không. Tại vì cái nguyên lý là cái gas bóp của em với là cái bột đắp này nè, để coi được cái bịch bột đắp này. Tại sao mà cái bột đắp nó không có bán, nó rất là mắc. Tại vì khi bán mình đưa ra một cái bịch bột như vậy nó quá mắc tiền, thì cái người tiêu dùng mình thấy tội người ta. Cho nên em mong bụng em chỉ là em âm thầm em làm em tặng cho mọi người. Bản thân bột đắp này với gas bóp này, những ai sang nó nói ngoài sử dụng cái này là nó nguyên lý của nó là khai thông khí huyết, nó giúp đẩy lùi những cái ổ viêm nhiễm, những cái dịch nào ở trong cơ thể mình có, sử dụng thường xuyên mỗi ngày để nó đẩy lùi những cái ổ dịch đó. Đó nó dẫn nói cho mình cái cảm giác lưu thông khí huyết nó dễ chịu, nó nâng cái chất lượng cuộc sống mỗi ngày dần, nhưng với điều kiện phải xài đúng cách luôn. Những ai bị tràn dịch khớp gối, nào khô khớp gối, thậm chí nhiều người á người ta đi hút dịch hàng tận, người ta chạy ra đây giết người ta khỏi đi hút dịch nữa, để chích để mà nó rút cái dịch trong cái đầu gối ra đó. Cho nên này thử ra sử dụng, nó về nó kiên trì sử dụng, có bà kia hôm nay bà hết lại nữa rồi, bà tự thử 3 lần. Lý do tại sao bà tự thử tràn dịch khớp gối này là bị suy giãn tĩnh mạch mà nó nổi lên như con đĩa, như ngón tay suy giãn tĩnh mạch nặng luôn, nó nhức toàn bộ cơ thể, bà nói bà không muốn sống nữa, bà tự tử. Bà tự tử 3 lần không chết. Mà khi ba đến đây tới giờ bảo khỏe là đi theo xuyên suốt gần ba tháng, vừa tới là bên massage dùng cái cao sao bóp rồi dùng thêm thảo dược đắp cho bà mỗi ngày. Bây giờ bà không còn, mà khi mà bà không còn đau nữa, bà ôm mấy đứa này bà khóc. Bà không phải tôi làm cho mấy đứa này, nó làm nhìn cho bà đó. Thì đó, em nói là em đi nay mấy tháng là nó hết, có 2 tháng, nhưng mà có cái là em bị ngứa hay là không, tí xíu nó vô em ấy rồi. Cho nên là thường xuyên sử dụng cái này để nó giúp mình khai thông khí huyết là chính. Đặc biệt là cái chế độ ăn uống, mọi người nên xem lại chế độ ăn uống, cân bằng lại dần dần. Nhưng cần phải có thời gian, cần phải có sự kiên trì, chứ không có cái gì gọi là thánh tiên. Em uống cái mật ong với tinh bột nghệ là nay là sẽ được 10 năm. Uống 10 năm mà vẫn còn bị đau thôi tội. Thì vậy, hồi nãy em nói chị dùng cái tinh bột nghệ được, nhưng mà chị dùng nó đúng cái thời hạn của nó, chứ đừng nó lạm dụng. Cho nên là cái phương pháp mà em kêu dùng nước ấm với mật ong là chị có hai thứ đó, không ngoài hai thứ đó, không bỏ gì hết. Không dùng chanh, không dùng xả, không bỏ thêm cái gì thứ gì nữa, chỉ có mật ong với lượng nước ấm, giờ đơn giản. Sáng bổ sung bao nhiêu đó vô trong cơ thể là đủ được cái chất cho cái cơ thể mình hoạt động tiêu hao năng lượng trong nguyên ngày. Thấy cái duy trì đó, nếu mà bị nặng duy trì đó cỡ gì 3 tháng sau đi kiểm tra sức khỏe là có sự thay đổi hay không. Và tôi có nói đúng không? Đừng nói hồ ăn nhiều quá mới không ăn sao sống, mà phải ăn nhiều rồi mới có sức khỏe. Ăn càng nhiều đó cả là không có tốt. Ăn nó vừa đủ thôi. Ăn vừa đủ, ở đây là ăn vừa đủ cử thôi, chứ không phải là mỗi lần cái cử nào mình cảm thấy đó mình cứ gì ăn no thoải mái. Nhưng mà một cử này phải cử kia, nó khoảng cách ra đủ cái thời gian cho cái nội tạng mình nó nghỉ ngơi, cái đó là cái chính. Đừng ém ăn hoài. Rồi vô trong đó, mỗi một ngày nó đang mà về tới nè, nó rất là nhiều cái công việc của mình đang làm. Rồi tới đây cái video nó cũng dài, sang xin chào mẹ nó khỏi cả cái gì cũng dài. Bị gì đây? Không có. Chào chú Bảo. Bỏ thuốc vô cho con chú nha. Dạ. Dạ.